Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tám Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 154, Quyết Binh Duy Tâm. Sau khi vào quân đội, đây là lần đầu tiên Chu Lộ ăn mắng kiểu này. Mặt cô biến sắc, muốn phản bác nhưng lại không dám, chỉ đành cúi đầu. Trong lòng trào dâng lên cảm giác ấm ức không phục, cuối cùng cô mới nói nhỏ. Nhưng tu sĩ chúng ta không phải nên hành sự quang minh lỗi lạc mới có thể tìm được đại đạo sao? Quang minh lỗi lạc là chủ tâm, ra tay chống địch là thủ đoạn, mà sao giống nhau được, huống hồ đại đạo. Người cho rằng mục đích tu luyện là vì truy tìm đại đạo sao? Ánh mắt của Chu Tướng Quân nhìn qua Chu Lộ đầy nghiêm khắc. Mục đích của tu luyện là vì tự bảo vệ mình, là vì sinh tồn, là vì đấu tranh. Chỉ khi giải quyết được hết thảy những thứ này rồi mới có tư cách đi tìm cái gọi là đại đạo. Chu Tướng Quân không muốn nói nhiều nên mặc kệ Chu Lộ. Chu Lộ hết sức sửng sốt. Hiển nhiên cô chưa từng nghe cách nói này khi ở Bạch Lộc Đạo Quán. Đây là lần đầu nghe vậy nên cô khá mờ mịt, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Mà lúc này đây, mọi người đều dồn hết sự chú ý vào chiến trường. Thanh niên đầu chọc ra tay, Vương Bảo Nhạc đột nhiên lùi lại, khoảng cách giữa hai người bị kéo ra. Thanh niên đầu chọc tức giận, quắc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Hắn hít sâu nhằm bình tĩnh lại, ánh mắt lóe lên. Một ngón tay chỉ thẳng phía đằng trước, thản nhiên nói. Sư phụ nói, nhất mạch ngộ đạo của đạo viện phiêu biểu ta hiển nhiên được thiên địa vạn đạo. Chọn một đạo để dung nhập bản thân, thay đổi thế giới, vô trần ngu dốt, không hiểu được nhiều, vòng vương đạo hữu chỉ giáo. Giọng nói của hắn lúc này không giống bình thường mà lộ ra vẻ thâm trầm và cố chấp. Gần như ngay tức khắc mở miệng, ngón tay phải giơ lên, thình lình có một giọt nước như thể được ngưng tụ lại từ không khí, biến hóa khôn lường trên đầu ngón tay của hắn. Giọt nước này trong suốt, phát ra ánh sáng chói lóa, chớp mắt trở nên rực rỡ vô cùng, như thể cả giao điểm bỗng nhiên trở nên ảm đạm, chỉ có duy nhất giọt nước này là tỏa ra ánh hào quang mà thôi. Lúc giọt nước xuất hiện, Lục Tử Hạo biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chưa từng có khiến cho hắn nghẹt thở, bản năng muốn lùi lại, rời khỏi xa nơi này. Quả thực giọt nước kia làm cho hắn có cảm giác như không cách nào kháng cự được, thậm chí chỉ liếc mắt nhìn cũng hoảng hốt như sấm đánh. Đây là pháp thuật gì chứ? Cũng đâu có bùa. Tên kia thật sự là chân tức tầng 1 sao? Hắn tự xưng là ngộ đạo nhất mạch. Cái lúc tâm thần của Lục Tử Hạo chấn động thì Vương Bảo Nhạc cũng giật mình. Sự xuất hiện của giọt nước kia khiến cho hắn cảm thấy được nguy cơ khó mà tả bằng lời. Dường như giọt nước này ẩn chứa sức mạnh gì đó mà hắn không hiểu. Cho dù sức mạnh đó không nhiều, nhưng dường như có thể làm rung chuyển không gian, ảnh hưởng đến toàn bộ tâm thần của hắn. Người này hệ ngộ đạo. Vương Bảo Nhạc ngưng khí tức lại. Hắn vốn không coi trọng cái tên ngộ đạo nhất mạch này, nhưng này nhìn thấy giọt nước kia thì hắn bỗng lập tức cảm thấy nhận thức của mình về hệ ngộ đạo đã sai rồi. Ngộ đạo nhất mạch thì làm sao? Vừa rồi hắn đã may mắn tránh thoát được đòn của ta, vậy thì chỉ cần ta đến gần, chắc chắn có thể một quyền đánh bại. Sau cơn chấn động, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Trong chốc lát, toàn bộ tu vi vận chuyển, khí tức tản ra, đột nhiên bước một bước về phía thanh niên đầu trọc. Khí thế thoát ra, toàn thân của Vương Bảo Nhạc như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bước tiến của hắn cũng khiến cho thanh niên đầu trọc cảm thấy được sắc bén khó lường. Thanh niên đầu trọc nheo mắt lại, quát tay phải. Giọt nước kia lập tức vẽ một đường sáng chói bay về phía Vương Bảo Nhạc. Người không còn cơ hội tiếp cận ta nữa đâu. Thanh niên đầu trọc vừa mới nói xong, cơ thể của Vương Bảo Nhạc trên không trung lại thay đổi phương hướng muốn tránh giọt nước kia. Song giọt nước này lại rất đỗi kỳ dị, vậy mà lại đột nhiên bùng nổ thành một màn hơi nước. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể hình dung nổi, lập tức tản ra bao phủ Vương Bảo Nhạc vào bên trong. Sương mù đập vào mặt, Vương Bảo Nhạc hoa cả mắt. Lúc hắn nhìn lại được rõ ràng thì giật bắn cả người. Bốn phía xung quanh đã hoàn toàn thay đổi,
bất kể là Lục Tử Hạo hay ngọn núi đều biến mất. Thậm chí trên bầu trời cũng đã không còn khán đài nữa. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hơi nước. Hắn như đứng ở trên biển sương mù, lại vừa như bị cưỡng chế kéo vào một ảo ảnh. Ảo cảnh sao? Vương Bảo Nhạc thở dồn, cảnh giác hơn hẳn. Sương mù từ bốn phía xung quanh đột nhiên cuộn lên, theo tiếng thét gào quỷ dị vọng lại, từng khuôn mặt lao ra từ đám sương mù. Những khuôn mặt này tất cả đều là dáng vẻ của Vương Bảo Nhạc. Vẻ mặt của mỗi cái khác nhau, có đang cười, có đang khóc, có cái cắn răng phẫn nộ, có cái tuyệt vọng kêu thảm, thậm chí trong đó còn có mặt tham lam, như thể hiện hết thảy thất tình lục dục của con người lên khuôn mặt. Tất cả đều gào thét xông về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, tay phải bấm quyết, lập tức phi xương kiếm bay ra, hạt châu phòng hộ nổ tung, tạo thành tấm màn sáng. Nhưng những thứ này hoàn toàn không hề có hiệu quả đối với khuôn mặt kia, bị chúng nhìn thẳng xuyên thấu qua, như thể muốn cắn hắn tàn tác. Hình như hơi giống tộc Vị Ương. Vương Bảo Nhạc lộ vẻ cảm xúc, những thứ này hắn nhớ trải qua ở ngọn núi mảnh vỡ kia. Đang lúc Vương Bảo Nhạc rung động mạnh mẽ, thì giọng nói của thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần truyền ra từ bên trong làn sương mù. Vương đạo hữu, thứ kẻ ngộ đạo nhất mạch ta theo đuổi chính là ngộ ra thiên địa đại đạo, mà nơi đây là huyễn bình, do ta dùng một giọt nước phàm dung nhập vào bên trong thiên ngoại linh huyết do sư tôn cung cấp cho, lại trải qua thuật pháp của lão nhân gia người luyện chế mà thành. Trong thế giới huyễn bình này của ta, tất cả đều duy tâm, người có thể coi ở đây là thế giới hư ảo của tinh thần. Ở nơi này, người có thể thoải mái tưởng tượng, dù cho tưởng tượng bản thân trở thành cường giả tuyệt đỉnh tới đánh một trận với ta cũng không thành vấn đề. Có điều đây là huyễn binh của ta, cho nên dù là ngươi có tưởng tượng như thế nào, ta mãi mãi cũng sẽ mạnh hơn ngươi. Sư tôn từng nói ngươi có tiềm lực rất lớn, ta rất muốn biết dã tâm của ngươi lớn đến mức nào khi đối mặt với thất tình lục dục của chính mình. Lời nói của Lý Vô Trần vang vọng bổ về các khuôn mặt của Vương Bảo Nhạc, khiến chúng càng gào thét lớn hơn. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đanh lại, hắn lập tức lùi lại. Huyễn bình là cái quý gì? So chỉ tưởng tượng à? Còn có kiểu đánh nhau như vậy nữa sao? Hệ ngộ đạo quả nhiên đều là kẻ điên. Vương Bảo Nhạc nghi ngờ thử tưởng tượng mình trở thành người khổng lồ vô địch. Vừa nghĩ thế, cơ thể của hắn lập tức phồng lên, biến thành kẻ vô cùng to lớn, như thể sắp đột phá trời đất. Được thật này! Trong lòng của Vương Bảo Nhạc chấn động, chỉ cảm thấy như có sức mạnh hủy diệt long trời lở đất đang điên cuồng bạo phát cho cơ thể mình. Nhưng lúc này, màn sương mù của thế giới này cũng mở rộng theo. Như bất kể Vương Bảo Nhạc tưởng tượng vô lý tới mức nào, thế giới này cũng có thể chứa đựng được. Trong chớp mắt, những khuôn mặt kia cũng bành trướng, dung hợp lại với nhau, cuối cùng bay lên trời tạo thành một khuôn mặt khổng lồ, che phủ hơn nửa bầu trời. Khí thế còn mạnh mẽ hơn Vương Bảo Nhạc, chúng đột nhiên xông về phía hắn. Như thế trước mặt của bọn chúng không phải là người khổng lồ vô địch gì cả, mà lúc này bên ngoài ảo cảnh, trên cái đài thi đấu trên không, dù là quan viên liên bang hay quân đội hay các trưởng lão của đạo viện phiêu miểu cũng đều trợn tròn mắt, thậm chí có người còn đứng bật dậy. Đây là huyễn binh của tổng thống liên bang tiền nhiệm Lý Hành Văn cảm ngộ ra được, là thuật pháp tự ông sáng tạo. Ông từng nói tương lai phải dùng thuật pháp này mở ra thời đại cải cách cho pháp khí liên bang, dùng thứ này để nhận được sự công nhận của trời đất, nỗ lực đột phá trở thành nguyên anh duy nhất của liên bang. Lý Hành Văn này thật là kỳ tài, nói là ngộ tính bậc nhất liên bang cũng không quá chút nào. Tên đệ tử này của ông ta vậy mà lại có ngộ tính như thế, chân tức mà lại có thể triển khai được thuật này. Trong mắt mọi người, lúc này Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần đang chiến đấu. Thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần khoanh chân nhắm mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm niệm chú ngữ mà người khác không nghe được. Mà ở phía trước cách người hắn 10 trượng, có một quả bóng nước đục ngầu, tuy không nhìn rõ bóng dáng, nhưng chính là Vương Bảo Nhạc đang bị vây ở bên trong. Chương 155. Ngươi dừng lại cho ta! Đám người bên ngoài đang giật mình,
Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hề hay biết gì. Lúc này hắn đang hóa thân thành người khổng lồ ở bên trong thế giới sương mù. Khi cất bước thì tạo ra gió lốc sấm rền. Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt khổng lồ trên không trung với vẻ không tin tà ma, sau đó tung một cú đấm. Vỡ cho ta! Một cú đấm này khiến cho xung quanh rung chuyển, tiếng nổ dập trời như tạo lên bao cơn lốc có thể hủy diệt hết thảy, quét ngang trời đất, ào ào ập tới đánh vào khuôn mặt khổng lồ kia. Tiếng nổ mạnh rung chuyển trời đất, khuôn mặt kia đột nhiên rung động, sau đó xuất hiện từng vết nứt như không thể chịu đựng được, trực tiếp vỡ tan ra. Nhưng đúng lúc nó vỡ ra, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, muốn lùi lại nhưng vẫn chậm một bước. Khuôn mặt kia vỡ tan thành vô số khuôn mặt nhỏ, lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng vào cánh tay của Vương Bảo Nhạc, nháy mắt đã chui vào trong cơ thể của hắn, chạy dọc kinh mạch. Thứ quái quỷ gì thế này? Vương Bảo Nhạc lập tức hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy từng đạo khí tức, mỗi một đạo đại diện cho một loại thất tình lục dục, chạy dọc chạy ngang như muốn xé tan cơ thể của hắn. Làm sao bây giờ? Nơi này là địa bàn của hắn, ta có tưởng tượng thế nào thì hắn cũng sẽ mạnh hơn ta. Và lại so trí tưởng tượng với một tên điên thì không ổn chút nào. Cho dù ta tưởng tượng mình là tổng thống liên bang thì cũng vô dụng thôi. Vương Bảo Nhạc chừng muốn rớt tròng mắt ra. Hắn không thể nào thích ứng được kiểu chiến đấu dựa vào trí tưởng tượng này. Thế cơ thể đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, đang muốn tưởng tượng thành mầm mống thôn phệ để hấp thu, thì trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Không đúng, tại sao ta lại đi so trí tưởng tượng với hắn làm gì chứ? Ta phải đi so luyện chế pháp khí mới phải. Luyện khí này cũng không phải là dựa vào trí tưởng tượng là được, quá trình của nó vô cùng phức tạp. Nếu hắn không hiểu căn bản, không hiểu được nguyên lý thì cho dù tưởng tượng ra được cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên. Không đến đường cùng thì hắn không muốn dùng đến mầm mống thân phệ ở trước mặt mọi người. Còn những khí tức ở trong cơ thể ta ấy à? Ta sẽ coi nó như linh khí mà luyện hóa. Vương Bảo Nhạc lộ ra ánh mắt hung ác, tay phải lập tức giơ lên, hút linh khí xung quanh ùa tới như khi hắn luyện chế linh thạch. Mục tiêu chính là đám khí tức thất tình lục dục trong cơ thể. Trong nháy mắt, cơ thể của Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội. Trong thế giới huyền ảo này cũng vang lên tiếng kêu của thanh niên đầu trọc. Trong tiếng hô kia, dưới sự dẫn dắt của Vương Bảo Nhạc, những thất tình lục dục trong cơ thể hắn đã bắt đầu hội tụ lại trên cánh tay phải của hắn. Chỉ trong chớp mắt, chỗ lòng bàn tay phải của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng xuất hiện một viên linh thạch được hình thành từ thất tình lục dục. Viên linh thạch này muôn màu muôn vẻ, thậm chí mức độ sáng bóng rực rỡ của nó còn hơn hẳn những thạch bảy màu mà Vương Bảo Nhạc luyện chế ra. Ngay khi nó xuất hiện, đã phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng, khiến cho sương mù xung quanh dần biến mất với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, chẳng khác gì bông tuyết gặp phải nhiệt độ cao. Kiến thức chính là sức mạnh nhé đồ chọc con, đây chính là hậu quả của việc không dành về luyện khí đấy. Thấy có tác dụng, Vương Bảo Nhạc lập tức mừng húm, cười lớn toàn lực thúc giục linh thạch trong tay, khiến cho nó lại phát sáng lần nữa. Ánh sáng lan ra xung quanh, khiến cho đám sương mù kia lập tức quay cuồng rồi tiêu tán, trở nên mỏng manh hơn. Vương Bảo Nhạc hưng phấn bước lên trước. Thế giới sương mù xuất hiện vết nứt tựa như mặt kính, như thể sắp sửa vỡ tan. Mà xuyên qua khe hở của những vết nứt đó, Vương Bảo Nhạc thấy rõ bên ngoài chính là chiến trường ở điểm giao nhau ở đỉnh núi kia. Dù là Lục Tử Hạo ở bên cạnh hay khán đài ở trên trời đều hiện rõ trước mặt của hắn, mà cách hơn 10 mét ở phía đối diện chính là tu sĩ áo tím đang biến sắc và thanh niên đầu trọc kia. Ảo cảnh này thú vị thật đấy. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, linh thạch được tạo ra từ thất tình lục dục trong tay của hắn lại bộc phát ra hào quang sáng cười rồi phóng tới, như thể hòa làm một cùng với ánh sáng kia, muốn đánh vỡ thế giới đã xuất hiện vết nứt như mặt kính này. Mà ở trên chiến trường ở giao điểm lúc này, tu sĩ áo tím ở bên cạnh thanh niên đầu trọc hoảng sợ. Trong mắt của hắn, chỗ của Vương Bảo Nhạc đang đứng bây giờ được một giọt nước khổng lồ bao phủ. Giọt nước này nhốt hắn ở bên trong, từ xa nhìn lại giống hệt như hổ phách, nhưng nhìn kỹ thì giọt nước này lại xuất hiện vết nứt.
tựa như không thể ngăn cản nổi khí thế sắc bén của Vương Bảo Nhạc nên sắp vỡ tan đến nơi. Còn sắc mặt của thanh niên đầu trọc đang đả tọa kia thì lại càng khó coi hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, khóe miệng rỉ máu, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng. Thực ra trước đó khi hắn lên tiếng nói với Vương Bảo Nhạc là đã có ám chỉ, bởi vì hắn biết dù mình nhờ thiên phú mà ngộ ra được giọt nước đó, lại được sư tôn giúp đỡ nên nhanh chóng biến nó thành huyết binh của chính mình. Nhưng nhận thức và thực tại lại thua kém sư tôn của mình nên không làm được như ông. Bất kể là luyện đan, luyện khí, trận pháp các thứ hắn đều không rành, cho nên hiện tại có mà điều khiển huyết binh này một cách hoàn mỹ. Thế nên hắn mới ngầm ám chỉ Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn xem nhẹ điểm này, chỉ dựa vào trí tưởng tượng mà thôi. Nếu thế thì hắn có thể dựa vào huyễn binh này giành được vị thế vĩnh viễn bất bại. Nhưng không ngờ Vương Bảo Nhạc lại phản ứng nhanh như thế. Lúc này thanh niên đầu trọc không cam lòng, ánh mắt của hắn lóe lên. Trong khoảnh khắc giọt nước sắp tan vỡ, hắn quyết đoán giơ tay phải chỉ về phía Vương Bảo Nhạc và quyết: thế giới huyễn binh của ta không thể bị phá vỡ, phong lại cho ta. Lời nói của hắn vừa ra, lập tức khiến cho giọt nước đang bao phủ Vương Bảo Nhạc có dị động. Vết nứt trên đó khép lại với tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ, giống như muốn quay lại trạng thái nguyên vẹn vốn có. Trong đó lại càng xuất hiện nhiều khuôn mặt hơn, chúng còn dữ tợn hơn, nhưng không chỉ là bộ dạng của Vương Bảo Nhạc nữa. Vô dụng thôi. Vương Bảo Nhạc bên trong ảo cảnh giọt nước nhìn xuyên qua vết nứt lớn, thấy được hết thảy những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ngay lúc những vết nứt này nhanh chóng khép lại thì hắn cười lạnh, giơ tay phải lên. Luyện khí không phải chỉ có ngưng tụ linh thạch không thôi, còn có cả linh bôi và hồi văn nữa. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên tia sáng sắc lạnh. Hắn giơ tay phải lên, lập tức có vô số hồi văn tàn ra xung quanh với khí thế như rời non lấp bể. Nếu là ở nơi khác, hồi văn đều nằm trong đầu của Vương Bảo Nhạc nên tất nhiên là không thể bị huyễn hóa ra được. Nhưng trong thế giới sương mù này, nếu chỉ dựa vào trí tưởng tượng thì chỉ trong nháy mắt, theo Vương Bảo Nhạc tưởng tượng ra, Vương Bảo Nhạc vận hành, vô số hồi văn lại xuất hiện ở hình dạng cụ thể hóa. Số lượng hồi văn này vô cùng khổng lồ, không chỉ gần 100 vạn, dưới công thức mà Vương Bảo Nhạc nắm giữ thì lại được thôi diễn ra nhiều hơn. Đặc biệt là con số này còn ẩn chứa cả hồi văn cao cấp. Lúc này, chúng ngùn ùn xuất hiện, gần như lấp kín toàn bộ thế giới sương mù này, lại còn tạo ra vô số gió lốc quét ngang trời đất, khí thế hùng hồn rung chuyển cả trời xanh, đánh thẳng về phía những gương mặt kia, tạo thành tiếng nổ mạnh liên hồi. Trước đây ta từng nghĩ, nếu ngưng tụ tất cả hồi văn trên một viên linh thạch thì sẽ có biến hóa như thế nào? Tức là vấn đề này không thực tế, không ai có thể làm được. Nhưng ở nơi đây, nếu như người nói thế giới người không có gì phá nổi thì cứ chống mắt lên mà nhìn, thế giới của người có thể chứa nổi giấc mộng này của ta hay không? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc trở nên sắc bén. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được thế giới tưởng tượng này thực ra lại là một cơ duyên đặc biệt với mình. Ở nơi này hắn có thể dựa vào kiến thức của mình để luyện chế ra một món pháp khí ở trong tưởng tượng. Hơn nữa trong quá trình luyện chế pháp khí cũng chẳng cần tài liệu gì, lại càng không thể nào thất bại được. Cho nên quá trình trải nghiệm này vô cùng quý báu đối với Vương Bảo Nhạc. Nghĩ thế, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên. Hắn lùi lại phía sau, không thèm bận tâm đến những vết nứt của thế giới này đang được nhanh chóng lấp kín. Trong lòng không nghĩ đến chuyện rời đi nữa, hai mắt đanh lại, cười lớn giơ tay trái lên, chỉ về phía những hồi văn kia, bắt đầu khắc hồi văn lên viên linh thạch thất tình lục dục nọ. Chỉ trong chớp mắt, trên viên linh thạch thất tình lục dục nọ đã có vô số hồi văn. Chỗ hồi văn này chi chít kín kẽ, phủ đầy viên linh thạch. Không đủ, phải thêm nữa. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, tiếp tục khắc họa hồi văn. Thế là hồi văn trên viên linh thạch này bắt đầu chồng chất lên nhau vô số tầng. Theo hồi văn chồng lên nhau, một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi dần dần phát ra từ bên trong viên linh thạch. Chẳng bao lâu sau thì khí tức này đã tăng lên đến một mức độ vô cùng khủng bố. Hư không xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Trong sương mù cuồn cuộn kia, đám gương mặt nọ cũng đều co rút lại,
vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, không dám tới gần nữa. Như thể Vương Bảo Nhạc lúc này là một tồn tại vô cùng đáng sợ vậy. Vẫn không đủ, chết tiệt. Viên linh thạch này biến lớn một chút cho ta cái quả. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Lúc này dường như hắn đã quên bén mất rằng mình đang so tài với người ta. Trong mắt của hắn chỉ có mỗi hồi văn. Cuối cùng hắn ném thẳng nó lên trời, lơ lửng ở trên không. Tay phải giơ lên chảo một cái, chộp hết mớ khuôn mặt đầy hoảng sợ đã chạy lùi lại kia. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy khuôn mặt kia khi nãy vẫn còn vô cùng hùng hổ, nay lại điên cuồng muốn tránh né, nhưng lại hết đường trốn chạy. Chúng bị Vương Bảo Nhạc hút tới, đưa hết vào bên trong viên linh thạch, khiến cho viên linh thạch đó liên tục phình to ra. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc điều khiển hồi văn xung quanh điên cuồng ngưng tụ lạc ấn lần nữa. Đến lúc này, khí tức phát ra từ viên linh thạch đó đã tới một mức độ vô cùng kinh người, thậm chí ngay cả thế giới này cũng đã bắt đầu rung động. Người ngoài không cảm giác ra được gì, nhưng thanh niên đầu trọc kia đã biến sắc, hô hấp trở nên dồn dập. Ngay khi hắn suy nghĩ xem có nên chấm dứt trận chiến này hay không, thì Vương Bảo Nhạc ở bên trong thế giới sương mù đó đột nhiên ngẩng phát đầu dậy. Linh thạch này nhỏ quá, căn bản không đủ, dù có trồng lên thêm cũng không đủ. Lúc này trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ điên cuồng. Sau khi nhìn quanh thì ánh mắt chợt lóe lên, vỗ vào trán một cái. Mình khờ quá đi mất. Cần gì cứ nghĩ đến chuyện khắc hồi văn lên viên linh thạch kia chứ. Mình có thể khắc nó lên thế giới này mà. Không phải pháp binh có thể luyện được thiên địa vạn vật sao? Mình cứ luyện chế thế giới này thành pháp binh là xong. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì kích động đến mức thân thể run lên, ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay vung lên. Tất cả hồi văn ở nơi này ầm ầm bộc phát, không còn lơ lửng ở giữa không trung nữa, mà bắt đầu dung nhập vào bên trong thế giới này, bắt đầu đánh dấu. Cũng đúng lúc này, thanh niên đầu trọc ở bên ngoài lập tức khá hốc mồm, trong lòng chợt sinh ra cảm giác bất an, khiến cho hô hấp của hắn chợt cựng lại. Hai mắt mở to, vội nói: "Vương Bảo Nhạc, ngươi dừng lại đi, ta không chơi nữa, chết tiệt, ngươi dừng tay lại cho ta." Chương 156, ra lệnh cho ta à? Ngay khi tên thanh niên đầu trọc kia kinh hô, thì trong thế giới giọt nước huyễn binh kia của hắn, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, phất tay khiến cho toàn bộ hồi văn ở nơi này phát ra ánh sáng chói lóa, in dấu ở không trung, in dấu khắp thế giới này. Dõi mắt nhìn ra trên bầu trời bao la của thế giới hư vô này, chỉ toàn hồi văn điểm xuyết. Dù không phải hoàn toàn bao trùm, nhưng cũng chi chít, không thể đếm rõ như những ánh sao trên bầu trời đêm. Đúng vậy, chính là loại cảm giác như thế này đây. Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, tóc dài tung bay, trong ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Lúc này trong đầu của hắn chỉ toàn là những công thức hồi văn. Tựa như trong mắt của hắn thì thế giới huyễn binh này đã trở thành một món đồ chơi của mình vậy. Tiếp tục đánh dấu đi, thế giới này rộng lớn như thế, còn lâu mới in dấu xong. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, thân thể kích động tới mức run rẩy. Đối với hắn mà nói thì loại trải nghiệm này đúng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lúc này hắn hất tay một cái, lại có thêm vô số hồi văn biến ảo ra xung quanh, ẩn chứa suy nghĩ của hắn, tiếp tục đánh dấu thế giới này. Chỉ một lát sau, dõi mắt nhìn khắp nơi này chỉ toàn thấy hồi văn là hồi văn. Cũng chính lúc này, bởi vì dấu hồi văn có quá nhiều, mà mỗi cái đều do Vương Bảo Nhạc quyển hóa ra, ẩn chứa ý nguyện của hắn. Lúc này nó lan rộng, chiếm cứ dần, bắt đầu giành quyền khống chế thế giới do huyễn binh giọt nước của thanh niên đầu trọc kia tạo ra. Thanh niên đầu trọc ở bên ngoài thấy thế thì biến sắc dữ dội. Hắn đứng bật dậy, thất thanh hô to: "Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là đồ vô sĩ, ngươi làm thế khác gì ăn cướp đâu, mau dừng tay lại cho ta." Thanh niên đầu trọc tức giận giống to. Lúc này hắn đang buồn chồn lo lắng vô cùng, vẻ mặt biến đổi, tất cả bình tĩnh trước đó đã hoàn toàn tan biến, gập đến độ phát điên tới nơi. Hắn quát to, hai tay bấm phát quyết,
muốn rút huyết binh của mình lại, nhưng trong lòng lúc này đang hối hận không thôi. Lẽ ra không nên tìm Vương Bảo Nhạc để thừa nhận uy lực của huyễn binh của mình mới đúng. Hắn thật sự không ngờ Vương Bảo Nhạc này lại vô sỉ như thế, lại còn định luyện hóa cả huyễn binh của hắn nữa. Một khi Vương Bảo Nhạc luyện hóa thành công thì chẳng khác nào cướp mất huyễn binh của hắn. Trước kia hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, càng không thể ngờ được. Lúc này gân xanh trên trán hắn nổi lên, hai tay nhanh chóng bấm phát quyết, giọt nước đang nhốt Vương Bảo Nhạc lập tức vặn vẹo như muốn tiêu tan. Nhưng tất cả đã quá muộn. Trong thế giới huyễn binh, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Lúc này hắn đang giơ hai tay lên túm lấy viên linh thạch thất tình lục dục ở phía trước, ấn mạnh một cái, miệng gầm lên: "Cõi thế giới này là linh thạch, khắc ra vô tận hồi văn, ngưng tụ thành linh bôi vô tận." Ba câu này vốn là phần giới thiệu trong vạn vật hóa bình quyết, có điều đã bị Vương Bảo Nhạc sửa lại một chút. Khi hắn hét to lên thì có khí thế phi phàm, kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời xanh. Vô số hồi văn tựa như sao trời trong thế giới này lập tức phát ra ánh sáng dữ dội hơn, thắp sáng toàn bộ thế giới này. Theo hai tay của Vương Bảo Nhạc gạt ra, viên linh thạch thất tình lục dục trong tay của hắn chợt nổ tung, vô số hồi văn trong đó lập tức bộc phát. Cùng lúc đó, trong đầu của Vương Bảo Nhạc cũng có gió lốc nổ mạnh. Toàn bộ hồi văn mà hắn dùng công thức thôi diễn ra và nắm giữ được từ khi tiếp xúc đến pháp binh cũng bạo phát ra vào ngay lúc này. Sau khi hòa vào làm một với hồi văn do linh thạch thất tình lục dục phát mà thành thì tạo thành một biển hồi văn. Vô số hồi văn này cuồn cuộn không dứt, tựa như trải đầy đất trời, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hóa thành gió lốc kinh thiên động địa, ầm ầm lan rộng ra xung quanh. Nhìn từ phía xa thì lúc này biến đổi hồi văn đang điên cuồng lan rộng, chỉ nháy mắt đã hoàn toàn bao trùm mặt đất trong thế giới này. Không dừng lại ở đó, trong lúc nhanh chóng lan ra, dường như đã đến biên giới cuối cùng, nó lại bắt đầu lan lên phía trên. Trong quá trình này, bởi vì nơi này đã có tồn tại vô số hồi văn tựa như ánh sao, sự có mặt của chúng cũng giống như biển sao trời, bắt đầu dẫn dắt, dung hợp, khiến cho khí thế của biển hồi văn ở bên dưới ầm ầm dậy sóng che cả trời cao. Tốc độ lan ra cũng nhanh hơn, trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời bao la của thế giới này. Đưa mắt nhìn qua thì toàn bộ nơi này, dù là mặt đất hay trời cao, đều bị hồi văn kia phủ kín. Mà nhìn từ bên ngoài thì giọt nước bao vây lấy Vương Bảo Nhạc lúc này lại bị hồi văn chiếm cứ toàn bộ. Cảnh tượng này khiến cho người xem giật mình sửng sốt. Lúc này thanh niên đầu trọc kia đã hoàn toàn phát điên. Hắn tức giận, giống to, không tiếc cắn nát đầu lưỡi, bật máu, cưỡng chế hòng điều khiển, cố gắng thu hồi huyễn binh này lại. Lúc này hắn đã hối hận đến mức xanh cả ruột gan. Vương Bảo Nhạc! Nhưng mặc cho thanh niên này phun máu ra sao, điều khiển kiểu gì, la hét nhường nào thì cũng chỉ có uổng công vô ích. Thực ra khi Vương Bảo Nhạc kịp phản ứng lại, muốn luyện hóa huyễn binh này thì tất cả đã không cách nào người truyền được nữa. Nhưng thanh niên đầu trọc không cam lòng, hắn không thể nào chấp nhận được kết cục này. Đó là huyễn binh do hắn giải công ngộ ra được, lại cho thêm linh huyết cực kỳ quý giá, nhờ có sự tôn trợ giúp mới luyện thành. Đây là huyễn binh của ta, không ai có thể cướp nó đi được. Vẻ mặt của thanh niên đầu trọc trở nên dữ tợn, điên cuồng hét lên rồi thử bấm phát quyết lần nữa, liều mạng muốn thử thêm. Nhưng đúng lúc này, trong thế giới huyễn binh bị hồi văn của Vương Bảo Nhạc chiếm cứ, Vương Bảo Nhạc đang chống hai tay xuống mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Hiện tại trong cảm thụ của hắn thì thế giới này đã hoàn toàn khác trước. Nếu nói Vương Bảo Nhạc chỉ là một kẻ ngoại lai ở thế giới giọt nước trước đó, thì bây giờ, theo cảm nhận của hắn, thì mình đã trở thành chủ nhân của nơi này. Tựa như chỉ cần một ý nghĩ thôi, cũng có thể khiến nơi này sinh ra biến hóa. Ngoài ra, kết cấu toàn bộ hoàn cảnh của nó cũng đã hoàn toàn khác trước, sinh ra dị biến cực đại. Không còn sương mù,
không có khuôn mặt nào. Những nơi có thể nhìn thấy chỉ toàn là hồi văn. Ở giữa những hồi văn này dường như còn tồn tại vô số tia chớp. Những tia chớp này liên tục chạy dọc theo đám hồi văn kia, không theo một quy tắc nào. Thi thoảng lại có vô số tia chớp đánh vào nhau, hoặc là tiêu tan, hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy chúng, trong mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ chợt hiểu. Hóa ra đây chính là cảm giác luyện chế vạn vật thành pháp bình. Vương Bảo Nhạc thì thào, loại trải nghiệm này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với tu vi của hắn. Thậm chí có thể nói trải nghiệm lần này mới có thể xem như chính thức mở ra cánh cửa pháp binh của hắn. Coi vạn vật như linh thạch, khắc lên vô tận hồi văn, ngưng tụ thành linh bôi vô thượng. Những lời này lại xuất hiện trong đầu của Vương Bảo Nhạc thêm lần nữa. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác dường như mình đã hiểu ra điều gì đó. Như vậy thì ở nơi mình đang đứng bây giờ chính là bên trong linh bôi do mình luyện chế ra sao? Hóa ra bên trong linh bôi là thế này. Hóa ra hồi văn không chỉ có thể khắc ở bên ngoài mà cũng có thể khắc ở bên trong nữa. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc càng lóe sáng hơn. Hóa ra giữa hồi văn là nhờ vào những tia chớp mà mắt thường không thể nhìn thấy kia để kết nối với nhau, từ đó sinh ra sức mạnh kinh người. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Dường như đối với hắn, thế giới hồi văn này đã trở thành thứ tuyệt vời nhất trên đời này. Hồi lâu sau hắn mới mỉm cười. Như vậy những tia chớp kia được sinh ra kiểu gì đây? Có thể nó là tác dụng của linh thạch. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ hưng phấn, lại nhìn kỹ hơn một lúc. Đột nhiên chú ý thấy bên trong biển hồi văn xung quanh có một sợi tơ vàng lóe sáng. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Sợi tơ vàng này dường như ẩn chứa linh uy vô cùng kinh người, tựa như được áp xúc lại từ linh khí khổng lồ. Lúc này nó đang chạy dọc và điên cuồng phá hủy vô số hồi văn kia, như thể có được ý chí và cực kỳ linh động. Nó vừa phá hủy vừa cố gắng biến nơi này trở lại thành thế giới sương mù như trước. Chỉ là số lượng hồi văn ở đây có quá nhiều, lại hoàn toàn kết nối trần chốc lên nhau, nên dù uy lực của sợi tơ vàng này không tầm thường, nhưng khó mà có thể làm nên chuyện gì. Chẳng qua nếu không ngăn cản nó, thì sau một thời gian nhất định, nó sẽ thực sự làm được chuyện gì đó. Đây là do tên đầu chọc con cái điều khiến à? Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm ứng được khí tức của thanh niên đầu chọc kia ở trên trong sợi tơ vàng này. Hắn vung tay phải lên, thế giới này lập tức ầm ầm chấn động, tất cả hồi văn đều phát sáng. Từng đạo sấm sét trực tiếp biến nơi này thành một hồ sấm, đánh đùng đùng quét ngang bốn phía như bắt đầu tẩy rửa. Mặc cho sợi tơ vàng này kinh hoàng né tránh kiểu gì cũng vô ích, nháy mắt đã bị tia chớp bao phủ. Sau khi tia chớp biến mất, thế tơ vàng hóa thành màu máu, khí tức của thanh niên đầu chọc kia cũng đã không còn nữa. Bây giờ có thể ra khỏi đây rồi. Vương Bảo Nhạc cười lớn, bước lên trước một bước. Cùng lúc đó, toàn thân của thanh niên đầu chọc đang toàn lực ứng phó, cố gắng điều khiển, giành đại huyễn binh chợt giật mạnh. Sắc mặt tái đi, thân thể lảo đảo lùi lại vài bước. Trong mắt mang theo vẻ bi phẫn, khó thốt nên lời, trực muốn giống to. Nhưng hắn chưa kịp quát lên, thì giọt nước huyễn binh đang bao vây lấy Vương Bảo Nhạc ở nơi này, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa. Ánh sáng này như vô số thanh kiếm sắc đột nhiên bắn ra, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc trực tiếp từ bên trong đi ra. Ngay khi bước ra, hắn giơ tay phải lên, ánh sáng của thế giới giọt nước bất chợt lóe lên vài cái rồi thu nhỏ lại. Chỉ trong chớp mắt, thế giới giọt nước đó cũng hóa thành một giọt nước lơ lửng trong lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Có ánh sáng bao quanh, không giống nước mà giống một giọt quỳnh tương hơn. Vương Bảo Nhạc, người hãy trả lại huyễn binh cho ta mau. Thanh niên đầu chọc Lý Vô Trần tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, ngữ khí cực kỳ tệ. Ra lệnh cho ta lỡ cơ à? Trông hạt châu này cũng ngon lắm đây. Vương Bảo Nhạc liếc thanh niên đầu chọc kia một cái, giơ tay ném thẳng giọt nước kia vào trong miệng. Trong lúc thanh niên đầu chọc kia trợn mắt há mồm, thì hắn đã nuốt xuống bụng. Cũng ngon đấy. Vương Bảo Nhạc nốc một cái rồi cười gian. Chương 157: Linh huyết bạo phát.
Thanh niên đầu trọc trợn tròn mắt, đứng im tại chỗ, giống như không thể tiếp thu nổi cảnh tượng mình vừa nhìn thấy này. Hai mắt đờ ra, ngơ ngác thì thào. Hắn ăn mất huyễn binh của mình rồi sao? Hắn ăn thật rồi. Ăn rồi, không tin thì ngươi nhìn đi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì há miệng về phía thanh niên đầu trọc kia, ý bảo mình đã thật sự ăn rồi. Cảnh tượng này khiến cho người vẫn luôn chú ý đến chuyện chiến đấu như Lục Tử Hạo cũng phải ngần tò tè. Nhìn thanh niên đầu trọc kia xong lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Dù trong lòng của hắn không thích thanh niên đầu trọc kia lắm, nhưng cũng không thể không thầm mắng Vương Bảo Nhạc một câu. Đồ đê tiện, chơi bẩn ghê hồn. Rốt cuộc là hắn là người của Pháp Bình hay là ăn hàng các đây? Hắn không sợ ăn bậy nổ vỡ bụng cả. Trong lúc Lục Tử Hạo mắng thầm, thì tu sĩ mặc áo giáp tím kia cũng ngơ ngác, bị cảnh tượng Vương Bảo Nhạc nuốt huyễn binh dọa cho sợ ngu cả người. Còn thanh niên đầu trọc kia thì lúc này cứ như bị choáng váng vậy, dường như không cách nào tiếp nhận được những gì đã vừa xảy ra. Lại nhìn chằm chằm cái miệng của Vương Bảo Nhạc, nhưng dần dần thân thể lại run lên. Thật sự ăn mất rồi. Hắn vừa thì thào xong thì hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, dường như bắt đầu tiếp thu sự thật này, trong đầu nổ vang. Giống như bị mấy vạn tia sét đánh thẳng vào đầu, càng lúc càng dữ dội, cuối cùng tạo thành vô số tiếng vang, tâm thần lắc lư, khiến cho thân thể của hắn cũng run lên dữ dội. Hắn ngẩng phát đầu dậy, trong mắt hắn đầy tơ máu, điên cuồng gào to. Vương Bảo Nhạc! Thanh niên đầu trọc ngửa mặt lên trời gầm lớn, trở nên điên cuồng, thở dồn dập, một cái loại cảm giác điên cuồng xen lẫn hoang đường xa lạ chợt ập đến, khiến cho mạch máu của hắn sục sôi như muốn nổ tung, sau đó phun ra một búng máu. Ngươi thật sự ăn nó? Thanh niên đầu trọc tức giận giống to, muốn đổi theo giết Vương Bảo Nhạc, nhưng đả kích lần này thật sự quá lớn, cho nên hắn vừa đi tới vài bước thì trước mắt đã tối sầm, bước chân lảo đảo, chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng. Tu sĩ mặc áo giáp đứng bên cạnh hắn vội bước lên đỡ lấy, thế mới giúp cho hắn đứng vững lại. Nhưng đôi mắt đỏ quạch như máu, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Vương Bảo Nhạc lúc này đã bị hắn băm thành cái rổ rồi. Vương Bảo Nhạc, người mau nôn ra cho ta, người trả lại huyễn binh cho ta, nó là của ta, là do ta vất vả luyện ra được. Người sao người có thể ăn nó chứ? Thanh niên đầu trọc viện vào tay của tu sĩ áo giáp tím mới khiến cho mình trụ vững lại. Hắn bị phẫn đến mức muốn khóc giống ra, gào lên thật lớn. Thấy đối phương phản ứng lớn như thế, Vương Bảo Nhạc bất giác lùi lại vài bước, chớp chớp mắt, vội ho một tiếng, cảm thấy không biết có phải mình làm hơi quá hay không. Chọc cho con nhà người ta khóc thế này, vậy nên hắn khoát tay ngăn lại, ném hạt châu kim trung cháo ra. Không phải là chỉ một hạt châu thôi à? Ta đền lại cái khác cho người này. Người lại còn xì nhục ta, đây là cái con khí gì chứ? Đồ của ta là do linh huyết luyện chế ra, là linh huyết đấy, người có hiểu không hả? Thanh niên đầu trọc càng điên máu hơn, hắn hất tay áo lên đánh bay hạt châu kim trung cháo, gào khan cả giọng. Rồi sao đây, muốn làm tiền à? Vương Bảo Nhạc trừng mắt đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên biến sắc, phát hiện giọt nước mình nuốt vào ban nãy lại xuất hiện ra biến hóa rất lạ. Thực ra sở dĩ Vương Bảo Nhạc dám nuốt nó là vì sau khi hắn luyện xong thì giọt nước đó đã hóa thành linh bồn, bên trong có dấu ấn của hắn, khiến cho hắn cảm thấy thứ này có thể dung hợp cùng với cơ thể của mình, thế cho nên hắn mới nuốt vào bụng. Vốn chẳng có thay đổi gì, nhưng ngay lúc này lại có một luồng tơ máu chui ra từ bên trong. Tơ máu này giống hệt cái mà Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy lúc ở bên trong thế giới giọt nước. Lúc này nó vừa xuất hiện thì lập tức phóng thích linh quy, tốc độ bất chợt tăng nhanh, thế mà lại cuốn lấy giọt nước cố gắng lao ra khỏi thân thể của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, thanh niên đầu trọc đang nổi giận lôi đỉnh lập tức phát giác ra, trong mắt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Vẫn còn! Hắn nói xong thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm pháp quyết chỉ về mi tâm. Theo thân thể của hắn run lên, tơ máu trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng tăng vọt,
Điều này dọa cho Vương Bảo Nhạc giật thót, muốn phun nó ra. Nhưng đúng lúc này, dòng nước xoáy từ mầm mống thân vệ ở đan điền của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chuyển động thật mạnh. Một cỗ lực hút kinh người lập tức tràn ra khỏi cơ thể, sau đó nhanh chóng biến mất. Tuy chỉ bộc phát trong nháy mắt, nhưng lực hút cực mạnh đó trực tiếp hút tơ máu, vốn muốn cuốn hạt châu lao ra lại. Tơ máu này giống như một bàn tay vô hình túm lấy, mặc cho nó phản kháng cỡ nào, cũng không thể lao ra, bị cưỡng chế tóm lại về phía bên trong mầm mống thôn vệ, sau đó thôn vệ hấp thù nó. Tất cả xảy ra trong nháy mắt, chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không kịp phản ứng lại, thì mầm mống thôn vệ của hắn đã thôn vệ tơ máu. Hình như mầm mống thôn vệ khá ghét bỏ giọt nước kia, nên không thèm động tới. Vương Bảo Nhạc gần ra một lúc, nhưng sau đó chợt biến sắc. Sau khi mầm mống thôn vệ của hắn thôn vệ tơ máu xong, thì giống như tiêu hóa nó vậy. Nháy mắt đã có một cỗ linh khí trượt lan ra từ bên trong đan điền. Linh khí này quá mạnh, lại vô cùng nồng đậm, thậm chí vượt xa tổng lượng linh khí mà hắn từ trước tới nay Vương Bảo Nhạc đã từng thu nạp. Lúc này bị mầm mống thôn vệ chạm vào, thì nó bất chợt ùa ra như lũ dữ, trực tiếp ầm ầm bộc phát trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Phát hiện cỗ linh khí vô cùng nồng đậm này điên cuồng lan ra trong cơ thể mình, tựa như bản thân trở thành một cái khí cầu liên tục được thổi căng. Mắt thấy sắp sửa phình tới mức phát nổ, thì Vương Bảo Nhạc tái mặt, hét lên một tiếng. Sao lại thế này? Vương Bảo Nhạc ngừng thở, theo bản năng lập tức triển khai vân vụ phiêu miểu quyết để hấp thu. Theo vân vụ phiêu miểu quyết vận chuyển, số linh khí bị hắn hút vào bên trong linh mạch. Sau khi chạy toàn thân, thì tu vi của hắn cũng bắt đầu kéo lên. Chỉ trong nháy mắt mà hắn đã đến chân tức tầng 1 trung đoạn. Nhưng hắn không hề thấy mừng về việc này. Lúc này hắn đang lo sốt vó, chẳng mang đến chuyện khác nữa. Hắn điên cuồng vận chuyển tu vi, nhanh chóng leo thẳng lên đến chân tức tầng 1 đỉnh phong. Tốc độ tăng lên quá nhanh, như thể ăn phải một viên tiên đan tuyệt thế vậy. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rên lên thành tiếng, phát hiện ra mức độ nồng đậm của linh khí trong người mình thật sự quá khủng bố, vượt xa tưởng tượng nhiều. Cho dù vận chuyển vân vụ phiêu biểu quyết lại có thêm linh mạch toàn phần hấp thu, nhưng chỉ có thể làm chậm nguy cơ nổ banh xác lại một chút mà thôi. Chỗ linh khí còn lại không thể nào bị hấp thu trong thời gian ngắn, cũng bị hắn cật lực cản lại, nhưng tất cả chỉ là công cốc. Toàn bộ tự động dồn đến hết trong lục phủ ngũ tạng, dồn vào trong máu thịt hóa thành mỡ béo. Đám mỡ béo này liên tục dày thêm, cho nên thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng phình to ra, với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ trong nháy mắt mà thân thể của hắn đã biến thành một quả cầu to tướng, đứng từ xa nhìn qua mà phải giật mình. Ta Vương Bảo Nhạc tràn đầy bi phẫn, cố gắng cúi đầu xuống để nhìn thử thân thể mình, nhưng lại phát hiện không thể làm được. Loại cảm giác quen thuộc này lập tức khiến cho tiếng kêu thảm của hắn càng chói tai hơn. Tại sao ta lại béo thế này? Vất vả lắm mới giảm cân xong, dáng người mi nhon của ta, gương mặt đẹp trai của ta, đừng có như vậy mà. Đừng có béo lên nữa, ta sai rồi, ta không nên ăn bệnh, ta còn chưa lên làm tổng thống liên bang, ta không muốn chết vì béo đâu. Vương Bảo Nhạc đang trong cơn bi phẫn nên cũng không thèm quan tâm tu vi của mình đã đột phá từ chân tức tầng 1 đỉnh phong vọt lên chân tức tầng 2. Tiếng hét của hắn vô cùng thê thảm, mang theo cả thống hận, còn có cả hối hận vang vọng khắp nơi. Lúc này tất cả học sinh ở đạo thượng viện thấy cảnh này, nhìn qua màn hình thì đều rúng động, đầu óc ong ong, cả đám trợn mắt há mồm, liên tục hít sâu. Trong số bọn họ có không ít người đã nhìn thấy trận chiến của Vương Bảo Nhạc và thanh niên đầu trọc kia. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng khi thế lúc Vương Bảo Nhạc lao ra cũng khiến cho bọn họ ghé mắt hồi lâu. Chẳng qua việc xảy ra tiếp theo thật sự quá đỗi bất ngờ. Vương Bảo Nhạc nuốt giọt nước thì cũng thôi đi, nhưng giờ lại phình to ra như thế. Việc này họ cũng hiểu được, nhưng tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đột phá tu vi kiểu này thì bọn họ lại không chấp nhận nổi nữa rồi. Đây là trận so tài của chiến võ các mà, sao hắn lại đột phá kìa? Mà sao cái tên này may thế nhỉ? Ta cũng muốn đột phá, chỉ cần tu vi đột phá thì thành béo cũng được. Linh huyết là cái gì?
Trong lúc đảo thượng viện xôi trào, tiếng bàn tán vang lên ngập trời, thì trên khán đài trong khung trung, ở bên trong, phía quân đội, quan viên liên bang và cao tầng của đại viện phiêu biểu cũng giật mình. Ai nấy đều mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào thân hình phình to của Vương Bảo Nhạc. Lúc trước, ta thấy Vương Bảo Nhạc này liều mạng rồi, dám nốt cả Huyễn Bình. Ta nói sao tên Lý Vô Trần này lại có thể luyện chế ra được Huyễn Bình ở chân tức. Ra là dùng linh huyết để luyện chế. Linh huyết lấy từ máu của kỳ thú trong cổ kiếm đồng xanh, vô cùng quý báu. Lý Hành Văn cũng chịu chi cho tên đệ tử này thật. Ánh sáng lóe lên trong mắt của Chu Tướng Quân càng lúc càng sắc bén hơn. Nhếch môi mỉm cười, giống như cực kỳ hài lòng đối với Vương Bỏ Nhạc. Còn chỗ cao tầng của đạo viện phiêu miểu thì ai cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hồi lâu sau mới có kẻ thấp giọng nói nhỏ. Thái thượng trưởng lão không về đấy chứ? Tính tình của ông ấy không tốt lắm. Cao tầng của đạo viện phiêu miểu đều vô cùng đau đầu. Ngay cả trung niên áo đỏ cũng giờ khóc giờ cười. Ở nơi cao nhất mà bọn họ không cách nào cảm giác ra được của thế giới này, tựa như cách một tầng mặt nước. Trên mặt nước đó có trời xanh mây trắng và một vị lão già khoanh chân ngồi đó. Lão già có mái tóc bạc trắng, trông có vẻ tiên phong đạo cốt. Đây đúng là người được thanh niên đầu trọc kia gọi là sư tôn, từng xuất hiện ở đỉnh Pháp Bình, thái thượng trưởng lão của đạo viện phiêu miểu. Lúc này ông cúi đầu nhìn xuống thân ảnh tròn vo của Vương Bảo Nhạc ở bên dưới. Hồi lâu sau, dường như nghe thấy tiếng hét thảm của Vương Bảo Nhạc, nên ông trượt lộ vẻ kinh ngạc, bất giác bật cười. Tên béo này cũng không sợ bị càng chết. Nói xong, ông giơ tay điểm một cái. Hết chương 157. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng.